Rồi, hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay hai chồng trai miền Tây có làm một món đó là bạch tuộc xào sa tế ớt siêu cay nha cả nhà nha. Thì ăn kèm với món này thì trai miền Tây có chuẩn bị là cải xà lá son nha cả nhà. Ớt chuông, hành, ngò rí, dưa leo nha cả nhà. Với ăn kèm đó là nước sốt chấm hải sản nha cả nhà nha. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà cùng thưởng thức với hai chồng trai miền Tây nha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi xin mời cả nhà nha. Cái nước nó chua chua ngọt ngon kìa. Ngon thì ăn thôi. Hấp dẫn quá. Quá ngon quá nhờ. Bạch tuộc nó dai. Ngon quá. Dai mà nó giòn nè cả nhà. Quá ngon. Chập mình ăn ớt vàng, mình ăn ớt xanh nha cả nhà. Ớt chuông nó thơm. Này, mời cả nhà tiếp tục nha. Nó giòn mà cắn tới đâu nó mềm, nó ngon tới đó. Nhai sực 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 luôn. Sực 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 luôn ha. Sực luôn.
chẳng ngon. Cái khâu mực nó tập tuột chứ lọt em lộn. Quá ngon. Wow. Mời cả nhà nha. Cay không? Em ăn cay không? Không. Này chưa tới cấp độ của em. Ngon cả nhà. Mới gần cả nhà. Gần nó bùi ra. Thơm. Thơm. Bùi. Ngon quá. Nãy vậy mà gần. Ngon. Hành tím cả nhà.
Ghê quá trời nước luôn. Thịt thôi. Quá ngon cả nhà ơi.
Dại quá. Ào. Ngon quá cả nhà ơi. Vừa khổng lồ luôn. Đúng không? Ăn dưa mà cũng. Hai em còn miếng này anh chia không? Ngồi của anh ăn. Ta đút không chịu ha. Nhanh quá. Rồi, món mực xào sa tế của Trai Miền Tây đến đây là kết thúc nha cả nhà nha. Cả nhà của Dương Mến, hai chồng Trai Miền Tây thì xin cả nhà cho hai đứa một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để mọi người cùng theo dõi nha cả nhà nha. Và cả nhà nhớ nhấn nút chuông theo dõi những clip tiếp theo hai chồng Trai Miền Tây sẽ review cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi bây giờ xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.